Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Trung học phổ thông Yên Khánh A, địa chỉ DT481B, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình. Giới thiệu trường. Trường Trung học phổ thông Yên Khánh A được thành lập tháng 8 năm 1965. Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có hơn 17.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, hơn 3.000 học sinh tham gia quân đội, 58 liệt sĩ, hơn 4.500 người có trình độ đại học và sau đại học. Kết quả đạt được đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Năm 1989, Huân chương Lao động hạng 2, năm 1995, Huân chương Lao động hạng nhất, năm 2000. Huân chương Độc lập hạng 3, năm 2005, Huân chương Độc lập hạng 2, năm 2010, danh hiệu Anh hùng Lao động. Năm 2012, tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức tốt khá đạt 98% trở lên, học sinh giỏi tỉnh. 794 giải cá nhân, trong đó 206 giải nhất, 246. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Giải nhì 182 giải 3, 160 giải khuyến khích. Học sinh giỏi quốc gia, 33 giải quốc gia và khu vực, trong đó 5 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải 3. 12 giải khuyến khích, có một em dự tuyển chọn tham gia Olympic toán học quốc tế, tỷ lệ đỗ đại học và cao đẳng hàng năm đạt 80% đến trên 90%. Nằm trong top 100 trường có điểm thi đại học cao nhất toàn quốc, thành tích về TDTD đạt. 147 giải đồng đội, trong đó 53 giải nhất, 38 giải nhì, 31 giải 3, 25 giải KK, 364 giải cá nhân. Trong đó, 122 giải nhất, 107 giải nhì, 135 giải 3, thành tích về văn hóa văn nghệ, đạt 124 giải đồng đội. 189 giải cá nhân, trong đó, 54 giải nhất, 81 giải nhì, 96 giải 3, 72 giải KK. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.